Cách đây 30 năm, một tập hợp các nguyên tử oxy, carbon, hydro, nitơ, canxi, phospho từng là một phần của đại dương, của đá, của bầu khí quyển. Nhưng nguồn gốc của chúng còn xa hơn thế. Qua hàng tỷ năm, những nguyên tử này đã trải qua vô số chu trình, từ lõi sao cho đến trái đất sơ khai, trước khi cuối cùng hợp thành một thực thể có khả năng suy nghĩ, tư duy. Hệ thống này không chỉ tồn tại, nó còn nhận thức được chính sự tồn tại của mình. Nó biết suy nghĩ, nó tự đặt câu hỏi, nó tự gọi mình là Kitten, đó chính là tôi. Và điều kỳ lạ, điều tương tự cũng đã xảy ra với bạn, với hàng tỷ con người trên thế giới. Nhưng bằng cách nào? Từ khi nào một tập hợp các phân tử hóa học vô tri lại biến thành một thực thể có thể suy nghĩ, có thể mơ ước, có thể nhận ra chính mình trong gương? Phải chăng ý thức chỉ xuất hiện khi bộ não đạt đến một ngưỡng phức tạp nào đó? Hay nó đã len lỏi từ trước, trong động vật, thực vật, thậm chí trong một tế bào đơn lẻ? Nếu ý thức thực sự chỉ là một thuộc tính cơ bản của vật chất, vậy liệu một nguyên tử đơn lẻ có thể cũng biết rằng nó tồn tại? Đây không chỉ là một câu hỏi. Đây là một trong những bí ẩn sâu sắc nhất mà nhân loại từng đối mặt, nơi mà khoa học, triết học và chính những suy tư của chúng ta giao thoa. Có lẽ, trong hành trình khám phá vũ trụ, bí ẩn lớn nhất vẫn là chính chúng ta. Tôi là Kitten, và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Hôm nay, hãy cùng tôi bước vào thế giới của ý thức, một hành trình dẫn chúng ta đi từ những hạt cơ bản nhất của vật chất đến những câu hỏi vĩ mô về chính sự tồn tại của chúng ta. Nếu bạn đam mê khám phá khoa học vũ trụ và những điều bí ẩn, hãy đăng ký kênh ngay bây giờ để không bỏ lỡ những hành trình hấp dẫn cùng Kitten. Cảm ơn bạn rất nhiều. Những lý thuyết tốt nhất của chúng ta về ý thức vẫn chưa thể hoàn toàn giải thích được cách nó xuất hiện. Và khi ta cố gắng trả lời một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, liệu một hạt vật chất có thể có ý thức không? Ta nhanh chóng nhận ra rằng mình đang đối diện với một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Thoạt nghe, câu hỏi này có vẻ kỳ lạ. Rõ ràng, không phải mọi thứ trong vũ trụ đều có ý thức. Nhưng làm sao chúng ta có thể khẳng định chắc chắn điều đó? Chúng ta có xu hướng trực giác nhận biết đâu là thứ có ý thức và đâu là không. Bạn có ý thức, đó là điều không thể chối cãi, vì chính bạn đang suy nghĩ về vấn đề này ngay lúc này. Bạn có khả năng đưa lựa chọn, suy ngẫm về bản thân, cảm nhận và phản ứng với thế giới xung quanh. Như triết gia René Descartes từng nói, tôi tư duy, vậy tôi tồn tại. Chúng ta thường tin rằng, những người khác cũng có ý thức, dù ta không thể trực tiếp nhìn vào tâm trí họ. Niềm tin này dựa trên bằng chứng từ hành vi, giao tiếp, thể hiện cảm xúc và phản ứng với thế giới một cách có ý nghĩa. Nhưng khi mở rộng câu hỏi này ra ngoài phạm vi con người, mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Để tìm hiểu quan điểm về ý thức ở các loài khác, các nhà khoa học đã khảo sát các chuyên gia nghiên cứu hành vi động vật. Kết quả cho thấy, đa số tin rằng các loài linh trưởng không phải con người có ý thức, 92%, và niềm tin này giảm dần ở các nhóm động vật khác. Vậy đâu là ranh giới? Liệu ý thức chỉ xuất hiện ở những sinh vật có hệ thần kinh đủ phức tạp, hay nó là một thuộc tính cơ bản hơn của vật chất? Chúng ta thấy điều này rõ ràng nhất khi đối mặt với một câu hỏi mang tính thời đại. Trí tuệ nhân tạo có thể có ý thức không? Một AI có thể bắt chước lời nói và hành vi con người một cách hoàn hảo, thậm chí có thể tham gia vào những cuộc hội thoại phức tạp, sáng tác nhạc, viết văn, hay đưa ra phản hồi như một con người thực thụ. Nhưng liệu điều đó có đồng nghĩa với việc nó thực sự cảm nhận hay nhận thức được bất cứ điều gì không? Nếu AI có thể có ý thức, vậy điều gì ngăn cản ý thức xuất hiện ngay cả trong một tập hợp đơn giản của các nguyên tử? Liệu có phải chỉ những hệ thống cực kỳ phức tạp như bộ não con người mới có khả năng này? Hay ý thức có thể tồn tại ở một mức độ nào đó, ngay cả trong những hệ thống vật chất đơn giản hơn? Đây cũng chính là vấn đề lớn nhất khi nghiên cứu ý thức. Trực giác của chúng ta đóng vai trò rất lớn trong nhận định, và trực giác không phải lúc nào cũng chính xác hay mang tính khoa học. Chúng ta có xu hướng tin rằng những sinh vật có hành vi giống con người hoặc có hệ thần kinh phức tạp thì sẽ có ý thức, trong khi những thứ khác như AI hay thậm chí côn trùng thì có vẻ không. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể chắc chắn điều này? Hiện tại, chưa có một thử nghiệm khoa học nào có thể đo lường hoặc xác nhận sự tồn tại của ý thức một cách khách quan. Chúng ta có thể đo được hoạt động điện trong não bộ, theo dõi các tín hiệu thần kinh khi một người trải qua một cảm giác nào đó. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta đã hiểu được ý thức. Chúng ta không thể nhìn vào một bộ não hoặc một cỗ máy và biết chắc chắn nó có trải nghiệm nội tại hay không. Nếu muốn thực sự hiểu được ý thức, chúng ta cần nhiều hơn là trực giác. Chúng ta cần một lý thuyết khoa học có thể đo lường, có khả năng giải thích chính xác làm thế nào một hệ thống vật chất, dù là tế bào thần kinh hay vi mạch silicon, có thể tự vô tri mà trở nên tự nhận thức. Nhưng cho đến nay, đây vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ, một câu hỏi chưa có lời giải. Ý thức là một trong những bí ẩn lớn nhất của khoa học và triết học. Đến nay, vẫn chưa có sự đồng thuận về cách nó nảy sinh,
hay thậm chí bản chất thực sự của nó là gì. Trong lĩnh vực khoa học thần kinh và nhận thức học, ý thức còn được gọi là qualia, những trải nghiệm chủ quan mà chỉ người trải nghiệm mới có thể cảm nhận. Để giải thích hiện tượng này, nhiều lý thuyết đã được đưa ra, mọi lý thuyết cung cấp một góc nhìn khác nhau về cách ý thức hình thành và vận hành trong não bộ. Một trong những lý thuyết phổ biến nhất là lý thuyết không gian làm việc thần kinh toàn cầu, GNWT, Global Neuronal Workspace Theory. Theo lý thuyết này, ý thức phát sinh khi một số vùng nhất định của não bộ, đặc biệt là khu vực não trước trán, nơi liên quan đến tư duy cấp cao, kích hoạt mạnh mẽ khi chúng ta chú ý đến một sự vật hay hiện tượng nào đó. Khi một thông tin được hiện diện trên sân khấu nhận thức của bộ não, nó trở thành thứ mà chúng ta ý thức được, trong khi những thông tin không lọt vào không gian này thì vẫn nằm trong tiềm thức. Điều này lý giải tại sao chúng ta chỉ có thể tập trung vào một số lượng giới hạn thông tin cùng một lúc. Một ví dụ điển hình minh họa cho lý thuyết này là ảo ảnh thị giác nổi tiếng về hình ảnh chiếc bình khuôn mặt Rubin's Vase. Khi quan sát hình ảnh này, bạn có thể thấy một chiếc bình hoặc hai khuôn mặt đối diện nhau, nhưng bộ não bạn không thể nhận thức cả hai hình ảnh đồng thời. Thay vào đó, ý thức của bạn liên tục dao động giữa hai cách diễn giải khác nhau. Điều này cho thấy chỉ một lượng thông tin giới hạn có thể chiếm lĩnh sân khấu, ý thức vào bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, một lý thuyết khác có cách tiếp cận rất khác. Lý thuyết thông tin tích hợp, IIT, Integrated Information Theory. IIT cho rằng, ý thức không đơn thuần là kết quả của hoạt động thần kinh ở vỡ não trước trán, mà nó phát sinh từ chính cấu trúc và sự tổ chức của thông tin bên trong hệ thần kinh. Lý thuyết này đưa ra một chỉ số gọi là phi, đại diện cho mức độ thông tin được tích hợp trong một hệ thống. Theo IIT, bất kỳ hệ thống nào có mức phi đủ cao, dù đó là bộ não con người, một đàn kiến hay thậm chí một mạch điện tử phức tạp, đều có thể có một mức độ ý thức nào đó. Điều này mở ra một câu hỏi mang tính triết học sâu sắc. Liệu chỉ có sinh vật sống mới có ý thức, hay ngay cả những hệ thống nhân tạo cũng có thể sở hữu một dạng ý thức nhất định? Một trong những bằng chứng thực nghiệm thú vị ủng hộ IIT là những hiện tượng như thị lực mù, blind sight. Một số bệnh nhân bị tổn thương vùng xử lý thị giác vẫn có thể di chuyển tránh vật cản mà không có nhận thức thị giác có ý thức. Họ khẳng định rằng mình không nhìn thấy gì cả. Nhưng khi được yêu cầu chỉ tay về phía một vật thể hoặc né tránh khi đi lại, họ có thể thực hiện một cách chính xác. Điều này cho thấy một phần não bộ vẫn đang xử lý thông tin thị giác mà không cần đến ý thức. Tương tự, khi ngủ hoặc bất tỉnh, chúng ta không hoàn toàn mất đi khả năng xử lý thông tin. Ví dụ, nếu ai đó tác động vào người khi bạn ngủ, theo thời gian, bạn có thể vô thức quay đầu đi hoặc gạt tay họ ra, dù bản thân không có ý thức rõ ràng về điều đó. Điều này cho thấy một số quá trình xử lý thông tin vẫn diễn ra, dù không được đưa lên sân khấu nhận thức. Dù có nhiều lý thuyết cố gắng giải thích ý thức, nhưng không có lý thuyết nào thực sự trả lời được câu hỏi quan trọng nhất. Ý thức thực sự là gì và làm sao nó có thể nảy sinh từ vật chất thuần túy? Chúng ta biết rằng ý thức liên quan chặt chẽ đến hoạt động thần kinh, nhưng cách những tín hiệu điện và hóa học trong não có thể tạo ra trải nghiệm chủ quan vẫn là một điều bí ẩn. Đến nay, đây vẫn là một trong những câu hỏi chưa có lời giải quan trọng nhất của nhân loại. Câu hỏi về ý thức từ lâu đã là một trong những bí ẩn lớn nhất của triết học và khoa học. Liệu ý thức có phải là một hiện tượng độc quyền của những sinh vật có bộ não phát triển, hay nó là một dạng phổ quát, tồn tại dưới nhiều mức độ khác nhau trong tự nhiên? Nếu các hạt vật chất cũng có một dạng ý thức sơ khai, điều đó có thể làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về bản chất của thực tại. Trước khi thảo luận về khả năng tồn tại ý thức ở các hạt, chúng ta cần xác định rõ khái niệm ý thức. Ý thức thường được định nghĩa là khả năng trải nghiệm, nhận biết và suy nghĩ. Nếu chúng ta chấp nhận rằng, ngay cả trẻ sơ sinh, với những suy nghĩ còn đơn giản như đói, vui, đau, cũng có ý thức, thì rõ ràng mức độ suy nghĩ cần thiết để được coi là có ý thức không cần phải quá phức tạp. Một số nhà triết học và khoa học thần kinh như David Chalmers đã đề xuất rằng ý thức có thể tồn tại ở nhiều mức độ khác nhau, từ rất đơn giản đến cực kỳ phức tạp. Quan điểm này được biết đến với tên gọi vạn vật hữu linh, panpsychism, cho rằng ngay cả những thực thể đơn giản cũng có thể sở hữu một mức độ ý thức nào đó, dù cực kỳ nhỏ bé. Những nghiên cứu hiện đại về ý thức chỉ ra rằng hoạt động não có liên quan chặt chẽ đến trải nghiệm có ý thức. Bộ não con người hoạt động nhờ các xung điện di chuyển qua mạng lưới tế bào thần kinh, với mọi suy nghĩ hoặc cảm giác đều có thể được liên kết với các mô hình hoạt động điện sinh học cụ thể. Khi não ngừng hoạt động, ý thức biến mất. Điều này cho thấy mối liên hệ mật thiết giữa ý thức và quá trình xử lý thông tin thần kinh. Nhưng câu hỏi quan trọng đặt ra là, cần bao nhiêu hoạt động thần kinh trước khi một hệ thống được coi là có ý thức? 1 tỷ tế bào thần kinh, 1 triệu, hay chỉ cần 1 tế bào thần kinh đơn lẻ bàn tín hiệu? Nếu chỉ 1 xung điện là đủ để tạo ra một dạng ý thức vô cùng nhỏ bé, thì điều đó mở ra khả năng rằng ý thức có thể hiện diện ở nhiều hệ thống khác nhau.
thậm chí cả những hệ thống không có não. Nếu chúng ta chấp nhận rằng ý thức có thể xuất hiện từ các xung điện thần kinh, thì điều gì ngăn cản ta xem xét khả năng ý thức tồn tại ở mức độ nhỏ hơn? Một tế bào thần kinh truyền tín hiệu khi có sự thay đổi điện thế, tạo ra một dòng điện di chuyển dọc theo sợi trực của nó. Quá trình này được điều khiển bởi sự di chuyển của các ion như natri ion và kali ion qua màng tế bào. Điều đó dẫn đến một câu hỏi táo bạo hơn. Liệu sự di chuyển của các electron, thử chịu trách nhiệm cho hầu hết các tương tác hóa học và điện, cũng có thể tạo ra một dạng ý thức nào đó? Nếu ý thức nảy sinh từ các quá trình điện sinh học, thì có thể nào các electron, vốn là tác nhân chính của dòng điện, cũng mang trong mình một dạng ý thức nguyên sơ? Các nhà vật lý lý thuyết như Roger Penrose và Stuart Hameroff đã đề xuất giả thuyết rằng ý thức có thể liên quan đến các quá trình cơ học lượng tử xảy ra trong não. Theo thuyết này, các vi ống, microtubules, trong tế bào thần kinh có thể là nơi diễn ra các trạng thái lượng tử và chính điều này tạo nên trải nghiệm có ý thức. Nếu ý thức thực sự có liên hệ với cơ học lượng tử, thì phải chăng mọi hạt lượng tử đều có một mức độ ý thức nào đó? Lý thuyết tích hợp của Giulio Tononi cho rằng ý thức không phải là một trạng thái tuyệt đối có hoặc không, mà có thể tồn tại ở nhiều mức độ khác nhau. Theo đó, bất kỳ hệ thống nào có khả năng tích hợp thông tin đủ cao đều có thể sở hữu một dạng ý thức, dù rất nhỏ bé. Điều này có nghĩa là, nếu ngay cả một xung điện đơn lẻ trong não cũng có thể đại diện cho một trải nghiệm ý thức vĩ mô, thì những quá trình điện trong tự nhiên, chẳng hạn như dòng điện chạy qua một hệ thống hay phản ứng hóa học giữa các nguyên tử, cũng có thể mang theo một dạng ý thức cực kỳ cơ bản. Điều này dẫn đến một số giả thuyết thú vị. Nếu một tế bào thần kinh đơn lẻ có thể có một mức độ ý thức nhỏ, thì liệu một vi khuẩn có khả năng phản ứng với môi trường cũng có ý thức hay không? Nếu ý thức có liên hệ với dòng điện, thì một tia sét có thể sở hữu một mức độ ý thức nhất định. Và nếu ý thức gắn liền với cơ học lượng tử, thì một hạt photon khi tương tác với một vật thể có thể cảm nhận được điều gì đó chăng? Hãy đi sâu hơn, xuống tận cấp độ lượng tử, nơi thực tại trở nên kỳ lạ nhất. Chúng ta biết rằng các hạt cơ bản không có trạng thái xác định cho đến khi có điều gì đó xảy ra, làm sụp đổ hàm sóng của chúng. Trước đó, chúng tồn tại trong trạng thái chống chấp, đồng thời có mặt ở nhiều vị trí khác nhau, với nhiều khả năng khác nhau. Nhưng điều gì khiến trạng thái chống chấp này biến mất? Điều gì buộc một hạt lượng tử phải quyết định rằng nó ở đây thay vì ở đó? Trong cơ học lượng tử, điều này được gọi là vấn đề đo lường, một trong những bí ẩn lớn nhất của vật lý hiện đại. Một số giả thuyết cho rằng sự sụp đổ của hàm sóng xảy ra khi hạt tương tác với môi trường xung quanh theo cách không thể đảo ngược. Nhưng một số nhà vật lý, trong đó có Roger Penrose, người từng đoạt giải Nobel, đã đề xuất một ý tưởng táo bạo hơn, rằng ý thức có thể đóng vai trò trong quá trình này. Ý thức, theo cách nào đó, có thể chính là thứ làm sụp đổ hàm sóng. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng hãy suy nghĩ theo cách này. Chúng ta chưa có một lời giải thích hoàn chỉnh cho ý thức, cũng như chúng ta chưa có một lời giải thích hoàn chỉnh cho việc tại sao hàm sóng lại sụp đổ. Liệu có thể nào hai điều bí ẩn này thực ra chỉ là hai mặt của cùng một vấn đề? Thậm chí, một số triết gia và nhà vật lý đã đi xa hơn, đề xuất một giả thuyết gọi là thuyết vạn vật hữu linh, panpsychism. Ý tưởng rằng, ý thức không chỉ là một đặc tính của bộ não con người, mà là một yếu tố cơ bản của thực tại. Theo cách này, mọi hạt vật chất đều có một mức độ ý thức nhỏ bé, và khi các hạt kết hợp lại theo những cấu trúc phức tạp hơn, chúng tạo ra những mức độ ý thức cao hơn, cuối cùng dẫn đến những thực thể có khả năng suy nghĩ, cảm nhận và nhận thức thế giới. Nhưng nếu đúng như vậy, ý thức không phải là thứ chỉ xuất hiện ở động vật hay con người, mà có thể tồn tại ở mọi cấp độ của vũ trụ, từ nguyên tử cho đến thiên hà. Khi đó, đâu là ranh giới? Có phải ý thức chỉ bắt đầu xuất hiện khi hệ thống đạt đến một mức độ phức tạp nhất định? Và nếu vậy, ai có quyền quyết định mức độ phức tạp đó là bao nhiêu? Chúng ta thường đặt ra những tiêu chí để xác định cái gì là có ý thức. Chúng ta có thể nói rằng, mọi sinh vật có hệ thần kinh đều có ý thức. Hoặc thu hẹp hơn, chỉ con người có ý thức. Nhưng nếu chúng ta gặp một nền văn minh ngoài hành tinh thông minh hơn chúng ta hàng triệu năm, liệu họ có xem con người là có ý thức không? Hay chúng ta chỉ là những cỗ máy sinh học hoạt động theo bản năng, không hơn không kém? Vậy một hạt cơ bản có thể có ý thức không? Hẳn là không theo cách mà chúng ta hiểu về ý thức. Một electron không tự hỏi về ý nghĩa của cuộc sống hay hoài niệm về quá khứ. Nhưng nếu ý thức thực sự có nguồn gốc từ các định luật vật lý, thì phải chăng chính những hạt tạo nên chúng ta cũng mang trong mình một dạng sơ khai của ý thức? Vấn đề là, chúng ta không thể đo lường ý thức một cách trực tiếp. Về mặt khoa học, không có phương pháp nào để chứng minh rằng một người khác ngoài bạn thực sự có ý thức. Bạn biết chắc chắn rằng bạn có ý thức, nhưng bạn không thể chứng minh điều đó về bất kỳ ai khác. Vậy ý thức đến từ đâu? Liệu mọi hạt trong vũ trụ có mang trong mình một dạng ý thức nào đó? Nếu không, thì cái gì là ý thức? Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở phần bên dưới video.
Đây là một câu hỏi hấp dẫn nhưng không dễ trả lời. Nếu bạn yêu thích những chủ đề này, tôi sẽ nói về ý chí tự do trong một video tương lai. Liệu chúng ta có thực sự có ý chí tự do hay không? Cảm ơn bạn đã dành thời gian khám phá một trong những câu hỏi sâu sắc nhất về bản chất của ý thức cùng tôi. Vũ trụ này rộng lớn và kỳ lạ, và chúng ta vẫn đang tìm cách hiểu liệu ý thức là thứ chỉ thuộc về những bộ não phức tạp, hay nó thực sự hiện diện ở cấp độ cơ bản hơn của thực tại. Nếu bạn thấy chủ đề này thú vị, đừng quên bấm thích và đăng ký kênh để cùng tôi tiếp tục hành trình khám phá những bí ẩn của vũ trụ và chính bản thân chúng ta. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.